Quý cô bác anh chị Kỷ Dậu thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc, không phải đối mặt với những khó khăn thử thách, không phải sống trong cảnh nghèo hèn túng thiếu. Nhưng khổ nổi, đó là điều không thể, bởi vì trong cuộc đời là một chuỗi liên tục những sự kiện, có lúc vui lúc buồn, có lúc thuận lợi và cũng có những lúc trắc trở, đó là quy luật tự nhiên mà chúng ta không thể thay đổi được. Thay vào đó, chúng ta nên học cách nhận thức và đối diện với thực tại bằng một tâm thái tích cực, lạc quan và luôn biết ơn, bởi vì những khổ đau trong quá khứ đã giúp chúng ta trưởng thành hơn, những niềm vui trong hiện tại là phần thưởng xứng đáng cho chúng ta và những hy vọng trong tương lai là động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu. Thời gian qua của cô bác anh chị Kỷ Dậu đã dũng cảm vượt qua muôn trùng sóng gió của cuộc đời và đã gần hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Hãy tự hào về bản thân và hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn bình an yêu đời, cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi biết rằng bản mệnh Kỷ Dậu cũng đang mệt mỏi rất nhiều. Tuy nhiên, Minh Đường Tử Vi không phải là bậc thần thánh có phép màu và không thể cho cô bác anh chị Kỷ Dậu được sống trong nhung lụa vàng bạc đầy két, giàu sang phú quý. Nhưng đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi có thể luận giải và dự ngôn những việc sắp xảy đến trong tương lai để phần nào giúp cô bác anh chị có thể cải vận, thu hút tài lộc, may mắn, xóa đi muộn phiền âu lo, sau đó giành lấy sự tự do giàu có từ chính đôi bàn tay của mình. Nếu cô bác anh chị Kỷ Dậu đã hữu duyên nghe được đến đoạn này, quý cô bác anh chị hãy đăng ký kênh để gửi tín hiệu đến cho Minh Đường Tử Vi rằng cô bác anh chị còn đang hiện hữu trên chiếc màn ảnh nhỏ này nhé. Thưa cô bác anh chị Kỷ Dậu thân mến, sau đây là đôi lời dành cho Kỷ Dậu và cho cả đội ngũ ban biên tập kênh Minh Đường Tử Vi. Cho những người đang vất vả lo toan nhưng vẫn phải nhận lại sự tủi nhục, mất mát đau thương đến cùng cực và bị người đời phụ bạc hắt hủi, đó là những thứ mà mỗi một kiếp người trong chúng ta ai cũng phải trải qua một lần. Nó chính là những thử thách rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người mà chúng ta cần hoàn thành để trở nên trưởng thành và lớn mạnh hơn trước phong ba bão táp của cuộc đời. Kỷ Dậu thân mến, khi chúng ta thất bại, việc đầu tiên chúng ta cần phải nhớ là không bao giờ được đổ lỗi. Việc đổ lỗi chỉ khiến cô bác anh chị mất thời gian và năng lượng, thậm chí mãi dậm chân một chỗ mà không giải quyết được vấn đề. Thay vào đó, hãy tự kiểm tra lại xem cô bác anh chị đã chú tâm làm hết khả năng của mình chưa, đã tận dụng được tất cả nguồn lực và trí tuệ của bản thân hay chưa. Hãy tự vấn xem liệu cô bác anh chị đã thật sự tập trung vào mục tiêu của mình hay chưa, hay đã là để những yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quyết định của mình. Khi cô bác anh chị nhận ra được điểm yếu của mình, hãy bình an chấp nhận nó và rút ra bài học cho lần sau. Đừng để cho sự thất bại làm cô bác anh chị nản lòng hay từ bỏ. Chỉ cần cô bác anh chị vẫn giữ được niềm tin và sự kiên tâm thì không gì là không thể. Chút khó khăn ở hiện tại cũng chỉ như mấy hạt mưa bụi đến rồi đi. Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng cô bác anh chị sẽ sớm tìm được ra ánh sáng ở cuối đường hầm và thành công rực rỡ trong tương lai. Quý cô bác anh chị Kỷ Dậu thân mến, sợ hãi khi làm một điều gì đó lớn lao, sợ hãi khi làm một điều gì đó ý nghĩa là điều dễ hiểu trong chúng ta. Ai cũng vậy, nhưng cô bác anh chị nên dành nỗi sợ đó cho cái khả năng cô bác anh chị sẽ mãi dậm chân một chỗ, đứng yên ở cái điểm hiện tại, nơi đã và đang khiến cô bác anh chị mỏi mệt, nghèo hèn và vẫn mãi như thế cho đến cuối đời. Thay vào đó, chúng ta hãy biến nỗi sợ này thành động lực, biến nó thành chất xúc tác mang đến sự thành công và giàu có, thịnh vượng cho gia đình thân yêu, cho chính bản thân cô bác anh chị. Chắc hẳn có rất nhiều cô bác anh chị cũng có cùng suy nghĩ giống Minh Đường Tử Vi. Đôi lúc chúng ta thường nghĩ rằng nếu cuộc đời này là một sự sắp đặt sẵn, vậy việc gì chúng ta phải cố gắng để rồi nhận lại những điều mình không mong muốn. Nếu vận mệnh của mỗi người như một cuốn sách đã được viết trước, vậy mọi sự nỗ lực còn có ý nghĩa gì đây? Vì đôi khi ở phía cuối trang sách của cuộc đời đơn giản chỉ là một cái kết. Còn cái kết đó có hậu đẹp hay không lại do từ bản thân cô bác anh chị viết lên. Vì thế cô bác anh chị vẫn là người làm chủ vận mệnh của mình. Minh Đường Tử Vi biết rằng điều đó nằm ngoài khả năng của cô bác anh chị, nhưng cô bác anh chị Kỷ Dậu, chúng ta chỉ sống trên đời này có một lần duy nhất. Thay vì đầu hàng trước số phận, cô bác anh chị hãy cứ kiên tâm và kiên cường bước tiếp, luôn học hỏi trau dồi kiến thức để nâng tầm bản thân mỗi ngày. Minh Đường Tử Vi tin rằng, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ hoàn thành xuất sắc trang cuối của cuộc đời còn đang dang dở ở phía trước. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Người cầm tinh con giáp tuổi Kỷ Dậu thường rất hay bị hiểu lầm và đa phần đặc điểm con người họ đều rất phức tạp. Họ có ngoại hình khá thu hút và ăn chắc mặc bền.
Một số người tuổi Kỷ Dậu mang cá tính khá mạnh mẽ, bí ẩn và lặng lẽ, một số khác lại khá tích cực và hoạt bát. Họ là một người có hai phần tính cách. Một mặt họ có nét quyến rũ và tốt bụng, mặt khác lại khá lạnh lùng và tàn bạo. Người tuổi Kỷ Dậu rất thực tế, người tuổi gà có cách tiếp cận cuộc sống với tầm nhìn rất rộng lớn. Họ có nhiều hy vọng và một mong muốn mạnh mẽ là được thành công. Họ sẵn sàng hy sinh và bất chấp để xây dựng thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy vậy, họ là một người rất truyền thống, họ rất tốt bụng nhưng chỉ điều này duy nhất chỉ có nghĩa với người mà họ muốn. Người tuổi Kỷ Dậu là một công nhân xuất sắc và có thể làm được những điều tuyệt vời. Người cầm tinh tuổi gà đa phần là người tin rằng họ luôn luôn đúng. Họ có niềm tin mạnh mẽ vào ý nghĩ của mình và luôn áp đặt những quan điểm của họ vào người khác. Điều này dẫn đến một sự không hài lòng ở người khác về họ. Họ là những người có lập luận tốt, thẳng thắn, trung thực và giỏi về ngoại giao. Họ luôn ngoan cố trong mọi cuộc tranh luận chỉ để giành phần thắng về mình. Con gà tượng trưng cho sự tự tin, kiêu ngạo và tích cực. Những người tuổi Kỷ Dậu là người sôi nổi và có vẻ bề ngoài loè loẹt. Tuy nhiên, họ cũng là người trung thành đáng tin cậy, với tính cách trung thực và thẳng thắn. Những người tuổi Kỷ Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì với những ai không theo kịp nhịp độ của họ. Do họ quá thật thà thẳng thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Thực tế, những người tuổi Kỷ Dậu lại là những người rất phức tạp và có đôi chút phù phiếm, đặc biệt họ là những người chỉ dẫn, tràn trề sức sống. Những người tuổi Kỷ Dậu thường có xu hướng tỉ mỉ, chi tiết và cầu toàn. Họ cũng có thể là những nhà quản lý giỏi. Đối với những người cầm tinh con gà, vị trí của họ trong cộng đồng là hết sức quan trọng. Vì thế họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình, chậm rãi mà có phương pháp. Họ thích sự phô trương, thích nơi sang trọng lộng lẫy. Vào những dịp lớn, khi họ có thể mặc những bộ cánh sang trọng và thời thượng nhất của mình, nhưng sự đam mê thật sự của họ là hòa mình với thiên nhiên. Tiếp theo là vận trình tổng quan trên 4 phương diện người tuổi Kỷ Dậu 1969 trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11 2023 âm lịch, hung cát đan xen, đề phòng kẻ xấu. Tháng 11 âm lịch là khoảng thời gian hung cát đan xen đối với người tuổi Kỷ Dậu, đòi hỏi bạn phải tập trung khi làm bất cứ công việc gì. Dù có gặp khó khăn đi nữa bạn cũng chớ bỏ cuộc, dù có được quý nhân phù trợ cho gặp điều thuận lợi, bạn cũng chớ nên lơ là. Trên phương diện sự nghiệp, dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tý Đậu tương phá, bản mệnh sẽ phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ, cũng như sự hãm hại của những đồng nghiệp xấu bụng. Vì vậy bạn cần hết sức cẩn thận trong quá trình kết giao, không nên chia sẻ mọi bí mật của mình cho người khác biết, cho dù đối phương là người thân thiết với bạn đi chăng nữa. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng khó có thể thuận lợi, do nội bộ thường xuyên lục đục, đồng nghiệp mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với cấp trên, bạn vốn là người chính trực, kiên cường, nên lại càng khó chịu đựng được những điều bất công. Tuy nhiên, tử vi tháng 11 2023 âm lịch khuyên, để tránh phải chịu thiệt về mình, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách cư xử, không nên gây thù chuốc oán với người khác. Ngược lại với những biến động khó lường trong sự nghiệp và tài lộc, thì đường tình duyên lại có những dấu hiệu khởi sắc rực rỡ, do có cát tinh hội tụ, được đế vượng chiếu mệnh. Người có đôi có cặp sẽ sớm đón nhận tin vui, người độc thân đặc biệt là nữ mệnh có cát tinh thái âm phù trợ. Bạn sẽ sớm gặp được người như ý, khiến cuộc sống bước sang trang mới. Tử vi sự nghiệp, nhiều sự cố không mong muốn xảy đến với người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 11 này, đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn và bình tĩnh mới tìm ra cách giải quyết. Còn nếu cứ nóng nảy bột chộp, bạn sẽ tự đẩy mình vào những điều rắc rối lớn hơn nữa. Cục diện tương phá cảnh báo bạn, phải có lòng đề phòng những người xuất hiện bên cạnh mình, bất kể đối phương là người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay cấp trên đi chăng nữa. Bản mệnh cần phải vững tin vào sự lựa chọn của mình, không bị những lời bàn ra tán vào, làm lung lạc ý chí. Khi bị đồng nghiệp nói xấu, hãm hại, bạn cần hết sức bình tĩnh và dùng sự thật để chứng minh con người thật sự của mình. Hãy tập trung vào nhiệm vụ để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chứ đừng nên tốn thời gian để tham gia vào những cuộc đôi co vô ích. May mắn bản mệnh nhận được sự che chở của Nguyệt lệnh đế vượng, nên bạn có tinh thần vững vàng, hiếu thắng, không sợ gian nan. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tháng 11 2023 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có những biến động đáng kể trong khoảng thời gian này. Thậm chí bạn cần nâng cao tinh thần cảnh giác mọi lúc mọi nơi, chớ nên lơ là để xảy ra sự cố đáng tiếc, phải dùng tiền mới có thể bù đắp được. Người làm công ăn lương cần coi chừng sức ảnh hưởng của cục diện tương phá, tiểu nhân hãm hại, sẽ khiến bạn dễ mắc lỗi sai trong công việc, thậm chí gây ảnh hưởng đến tiền lương, tiền thưởng của bạn. Do đó hãy luôn tập trung vào nhiệm vụ để có thể nhanh chóng phát hiện ra những vấn đề còn tồn tại, chớ để kẻ xấu lợi dụng.
Người làm ăn kinh doanh không nên vội vàng ký kết hợp đồng hoặc dùng hết tiền cho một lĩnh vực nào đó khi chưa kiểm chứng thông tin một cách rõ ràng. Nếu vội vàng kiếm lợi cho mình, bạn sẽ dễ vướng phải cái bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn từ trước, khiến tiền bạc đổ sông đổ bể. Tử vi tình duyên. Trái ngược với những sự cố liên tiếp xảy ra trong sự nghiệp và tiền bạc, thì đường tình duyên của bản mệnh Kỷ Dậu lại khởi sắc rực rỡ, đế vượng chiếu mệnh. Những cặp đôi trẻ tuổi có thể đón được tin mừng trong khoảng thời gian này, ví dụ như chuyện của hai bạn được gia đình đôi bên ủng hộ, ví dụ như hai người nhận được tin có thêm thành viên mới. Những điều này khiến quan hệ của hai người càng thêm gắn kết, bạn hiểu và tôn trọng nửa kia của mình hơn, dù dưới tác động của tương phá. Đôi khi hai người vẫn còn xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, nhưng sau đó hai người đều biết hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Tử vi sức khỏe. Theo tử vi tháng 11/2023 âm lịch, dưới tác động tích cực của đế vượng, bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy sức sống, tinh thần hăng hái, tích cực, dù khó khăn xảy đến có thể khiến bạn phiền não, căng thẳng. Song đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, bạn có tinh thần quyết tâm vượt khó, hóa giải những điều xui xẻo không mong muốn. Sức khỏe của những người mắc bệnh cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện. Nhờ vậy mà bạn cảm thấy vui vẻ, tin tưởng hơn vào tương lai. Bạn nên cố gắng duy trì nếp sống khoa học, rèn luyện sức khỏe phù hợp với khả năng của mình, chắc chắn sẽ chữa được nhiều bệnh. Tiếp theo là vận trình tổng quan người tuổi Kỷ Dậu 1969 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12/2023 âm lịch, nhiệt tình với công việc, gặt hái nhiều điều tốt đẹp, người tuổi Kỷ Dậu đón tháng mới với tâm trạng hân hoan và thoải mái. Khi hầu hết các phương diện của bạn đều có khởi sắc, có thể nói tháng chạp năm nay là thời điểm những chú gà gặt hái toàn điều tốt đẹp, bù đắp cho những khó khăn từ đầu năm. Nhờ tam hợp thái tuế hỗ trợ, con giáp này sẽ trở nên rất hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động tập thể. Sự nhiệt tình chính là yếu tố nổi bật nhất trong công việc của bản mệnh trong tháng này. Bên cạnh việc đưa ra những ý tưởng đóng góp có tính khả thi cao, tự bản thân bạn cũng trở nên có sức hấp dẫn kỳ lạ và thậm chí trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người khác. Vì vậy, bạn có thể tạo dựng được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, điều này rất hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp cá nhân. Dù có tiểu nhân ganh ghét, cũng không có gì phải lo lắng, vì bạn hoàn toàn có đủ sức và sự khôn ngoan để vượt qua mọi sóng gió. Tài vận trong tháng 12/2023 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu ở mức khá, lương và thưởng đều có dấu hiệu tăng, nhờ các khoản đãi ngộ cuối năm, việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Nhưng nếu muốn đầu tư kinh doanh hay mở rộng vào lúc này, thì cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát tài chính, nếu không sẽ bị thất thoát. Tử vi sự nghiệp. Tử vi tháng 12/2023 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, với sự xuất hiện của cục diện tam hợp, thêm cả nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ, tháng 12/2023 này đánh dấu bước chuyển mình khá lớn. Của những người tuổi Kỷ Dậu, ở phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Nhân lúc cát khí lan tràn, bạn có thể tranh thủ tiến hành những việc quan trọng, những dự định mà bạn chưa dám làm, thì nay hãy dũng cảm theo đuổi, thật ra việc gì mới bắt tay vào làm sẽ khó tránh việc gặp phải những trở ngại ban đầu. Thậm chí đôi khi bạn còn cảm thấy nản lòng và chùn bước, thế nhưng với điều kiện thuận lợi hiện tại, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn ban đầu. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tháng 12/2023 âm lịch, tài vận của bản mệnh trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão khá lý tưởng, bản mệnh biết được ưu thế của mình nằm ở đâu. Để phát huy, đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng, con đường làm giàu ngày càng rộng mở, bạn sẽ đóng nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay. Ngoài khoản tiền lương cứng, bản mệnh còn lĩnh thêm khoản tiền thưởng, hoa hồng, lãi lời cuối năm, tiền bạc rủng rỉnh, vui tươi đón Tết. Tam hợp cục giúp việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan, cũng nhờ tháng cận Tết, nên tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đơn hàng tới tấp, chắc chắn cuối tháng hoạch tính doanh thu tăng lên gấp nhiều lần so với thời gian trước đó. Tử vi tình duyên. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Kỷ Dậu trong tháng 12 âm lịch này có nhiều tiến triển tốt đẹp, dẹp bỏ rất nhiều muộn phiền và nỗi buồn thương trước đó, tháng này bạn hoàn toàn có thể tự tin nắm giữ hạnh phúc thuộc về mình. Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, giữa cha mẹ và con cái tìm được tiếng nói chung, gia đạo trong ấm ngoài êm, hầu như không có trở ngại nào quá lớn. Dù có xung đột phát sinh thì cũng được hóa giải kịp thời, không khí đón Tết càng khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau vun vén và trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới an lành. Tử vi sức khỏe. Thời điểm cuối năm nhiều việc, phải tất bật, khiến thể trạng của tuổi Kỷ Dậu không quá lý tưởng, bản mệnh dễ có hiện tượng mệt mỏi, uể oải, làm giảm chất lượng công việc cũng như cuộc sống.
Nhưng các triệu chứng khó chịu này sẽ nhanh biến mất khi bản mệnh điều chỉnh lại chế độ ăn uống, giờ giấc làm việc cũng như luyện tập thể thao. Tuy nhiên, tháng có hung tinh ngũ quỷ án ngữ, dự báo những hung hiểm tai nạn mà bạn có thể gặp phải. Do đó Kỷ Dậu nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác để đề phòng tai nạn giao thông. Khi làm việc nhà cũng cần lưu tâm khi sử dụng vật dụng sắc nhọn, tránh để đứt tay chảy máu, ứng với họa huyết quan khi Tết đã cận kề. Thưa quý cô bác anh chị, để Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý anh chị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý anh chị trong năm 2024 là hung hay cát. Đối với nam mạng, năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa. Xét theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc, mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi, hỏa sinh thổ, như vậy là rất tốt, can kỷ tương hợp với can canh, chi dậu lục hợp với chi thìn. Năm 2024 này, nam mạng Kỷ Dậu sẽ có nhiều thuận lợi và may mắn trong công việc, thành công đến nhờ vào kiên định, chiều sâu trong nghề nghiệp. Nếu mệnh chủ có tầm nhìn dài hạn, sự bền bỉ, ý chí dũng cảm, thì gặp chuyện gì cũng có thể giải quyết, trái ngọt nhất định ở phía trước. Vận trình tử vi của nam tuổi 1969 trong năm Giáp Thìn nhắc nhở bản mệnh không nên chủ quan, đắc ý. Muốn mọi sự thuận lợi thì nên có sự khiêm nhường, suy xét tính toán kỹ lưỡng thì thành công mới được vững bền. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Kỷ Dậu 1969 sẽ có nhiều may mắn trong công việc. Điều này xuất phát từ sự kiên trì, vững vàng, giúp bản mệnh đón nhận được nhiều cơ hội. Sự nghiệp tuy không có những bước phát triển đột phá, nhưng đổi lại được bền vững, chậm mà chắc, đôi khi công việc khó tránh khỏi những rắc rối xảy ra. Nhưng với kinh nghiệm, vốn sống xã hội đã tích lũy được nhiều năm, nam Kỷ Dậu không phải quá lo lắng, chỉ cần bình tĩnh tin tưởng, không ngại vất vả để giúp đỡ đồng nghiệp, cấp dưới giải quyết vấn đề thì may mắn sẽ đến. Năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Kỷ Dậu có sự tăng tiến, những khoản tiền tích lũy từ thời trẻ đến nay vẫn đều đặn sinh lời, công việc có sự gia tăng về thu nhập, xứng đáng với những nỗ lực kiên trì của bản mệnh. Ở độ tuổi 56, nam mạng Kỷ Dậu nên quản lý tài chính của bản thân cẩn thận bằng cách lựa chọn ưu tiên trong chi tiêu. Bản mệnh chỉ nên chi tiền cho những việc thực sự quan trọng. Hãy tạo ra các tài khoản cá nhân để phục vụ hai mục đích, chi tiêu theo mong muốn hoặc theo nhu cầu cần thiết. Bằng cách đó, việc kiểm soát tài chính sẽ trở nên dễ dàng hơn. Năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Kỷ Dậu thường xuyên sum họp, không khí vui vẻ đầm ấm, bản mệnh thường tổ chức các buổi gặp mặt để các thành viên trong gia đình gặp gỡ, ôn lại chuyện cũ, hướng về cội nguồn và truyền đạt lại kinh nghiệm sống cho con cháu. Dù là năm 2024 hay sau này, bản mệnh nên thông cảm thấu hiểu và bao dung cho con cháu. Khi lớp trẻ bận rộn với cuộc sống, hãy động viên con cháu nỗ lực cố gắng bằng những lời thăm hỏi nhẹ nhàng. Không nên hờn trách hay can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của thế hệ sau để gia đình phát triển tự nhiên và đạt được thịnh vượng. Bước sang tuổi 56, nam Kỷ Dậu nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Hãy lập kế hoạch thể dục thể thao, ăn uống phù hợp và đồng thời thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ. Để phòng ngừa bệnh tật, tập thể dục đi bộ nhẹ nhàng mỗi tuần, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp cơ thể nam Kỷ Dậu xương khớp rắn chắc, khí huyết lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên duy trì tinh thần vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ tích cực để thân tâm đều được khỏe mạnh. Đối với nữ mạng, năm 2024 này, nữ mạng Kỷ Dậu sẽ có các phương diện cuộc sống tiến triển khả quan hơn. So với năm cũ, người làm kinh doanh sẽ nắm bắt được thời cơ, làm việc hiệu quả, chuyên tâm và dứt khoát nên gặt hái được thành tựu. Chỉ cần giữ được uy tín đã gây dựng các mối quan hệ tốt đẹp thì sự nghiệp sẽ thành công. Vận trình tử vi của phụ nữ Kỷ Dậu 1969 trong năm Giáp Thìn có cơ hội lẫn những thách thức. Lời khuyên cho bản mệnh là nên cẩn trọng, khiêm tốn. Đến độ tuổi trung niên, lão niên thì không nên ham muốn truy cầu nhiều nữa. Cuộc sống an yên giản dị sẽ tích lũy được phước báu. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Dậu 1969 đa phần đã về hưu, chỉ còn một số đang làm việc ở những vị trí ổn định. Công việc sự nghiệp năm này có nhiều cơ hội. Bản mệnh nếu làm việc vừa sức, biết tiết chế trong hành xử thì sẽ hoàn thành tốt đẹp trong công việc. Đôi lúc công việc sẽ gặp một số vấn đề cần giải quyết, mỗi lần như vậy nữ Kỷ Dậu không nên quá mức động tâm, để mọi việc thuận theo tự nhiên, có niềm tin thì mọi việc tự khắc sẽ suôn sẻ. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Kỷ Dậu tiến triển tốt, những khoản đầu tư tiết kiệm vẫn đều đặn sinh lời theo kế hoạch đề ra.
Để quản lý quỹ dự phòng an toàn, nữ Kỷ Dậu không nên chi tiêu quá hào phóng, chỉ dùng tiền vào những mục đích hợp lý. Ở độ tuổi 56, nữ tuổi Kỷ Dậu nên thay đổi kế hoạch quản lý tài chính, những khoản nên đầu tư là sức khỏe, đời sống tinh thần, tri thức. Khi dùng tiền chính đáng, tiền bạc sẽ mang đến cho bản mệnh sự hạnh phúc, thỏa mãn. Vào năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ mạng 1969 được êm ấm thuận hòa, để các thành viên trong gia đình thêm gắn kết yêu thương, bản mệnh nên dành thời gian tổ chức hội họp, ăn uống quây quần, sự chu đáo đảm đang, quan tâm đến sở thích mong muốn của gia đình của nữ tuổi Kỷ Dậu sẽ khiến tình cảm giữa mọi người luôn gần gũi và ấm áp. Dù là năm 2024 hay khoảng thời gian về sau, nữ Kỷ Dậu hãy giữ tâm tình mình luôn hiền hòa tích cực, khi biết bao dung chia sẻ, các mối quan hệ sẽ trở nên hòa thuận. Đối với chuyện thị phi, chỉ cần giữ tâm ý sáng trong, không màng tới lời nói của người khác thì sẽ được an nhiên vui vẻ. Bước sang tuổi 56, nữ Kỷ Dậu nên chủ động chăm sóc sức khỏe cẩn thận, đồng thời thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm để phòng trừ bệnh tật và nắm bắt tình trạng cơ thể. Rèn luyện cơ thể thường xuyên đi bộ, ăn uống chừng mực, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp nữ Kỷ Dậu dưỡng sinh và có sức khỏe tốt hơn trong năm Giáp Thìn. Bên cạnh đó, bản mệnh nên giữ nội tâm cân bằng, cảm xúc ổn định để thân tâm khỏe mạnh, cuộc sống hài hòa từ bên trong đến bên ngoài. Thưa quý vị, Đức Phật nói, đây là đức tính của người vô cùng cao thượng, bạn có không? 1. Đối xử rộng lượng với người khác. Người xưa nói, nghìn đức có thể gánh được vạn vật, nghĩa là chỉ cần một người có đức tốt thì không có gì mà không gánh nổi. Đồng thời đức dạy chính là phúc, chỉ cần có lòng nhân ái thì mới được người kính trọng. Người không có đức thì không được phước, người có lòng nhân hậu thì cuối cùng sẽ được hưởng phước báu. Muốn cuộc sống của mình ngày càng trôi chảy hơn thì trước tiên bạn phải làm cho trái tim mình ngày càng rộng mở hơn. Tượng Phật Di Lặc trong chùa hiện ra với mọi chúng sinh bằng hình ảnh cái bụng hạnh phúc, nhằm cảnh báo mọi người chúng sinh hãy khoan dung. Có câu nói, bụng tướng có thể chứa một chiếc thuyền, là một con người cần phải có một trái tim bao dung, rộng lượng với người khác và tử tế với người khác để đạt được phước báu vô lượng. 2. Lòng trắc ẩn bên trong. Lòng tốt là yếu tố then chốt của tính cách tốt, con người phải luôn có tấm lòng nhân hậu thì mới được người khác tôn trọng. Phật giáo cũng có câu, người làm điều lành, phúc chưa đến thì tai họa đã xa, người làm điều ác, họa tuy chưa đến, nhưng phúc đã xa. Làm việc tốt sẽ hình thành thói quen, lời nói và việc làm tử tế của một người sẽ ảnh hưởng đến lời nói và việc làm của những người xung quanh. Và ngày càng có nhiều người làm những việc tốt như vậy, việc tốt không phân thành việc lớn hay việc nhỏ, nên đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc làm việc tốt lớn. Như câu nói, việc nhỏ không nên lơ là, nó có thể tích tụ thành một ngọn đồi nếu được tích lũy với số lượng lớn. 3. Tu tập chăm chỉ. Đạo Phật quan niệm, đời là tu là tu từ tâm, làm là thiện, nội tâm từ bi là sẽ làm điều thiện, tu tâm là tu Phật, tâm tức là Phật, rằng Phật ở trong tâm chứ không ở đâu xa hết. Hơn nữa Phật giáo còn chú trọng đến việc tu tâm, dưỡng tâm tánh tốt, nền tảng có việc làm những điều tốt đẹp trong tâm và trau dồi tâm thức, đòi hỏi phải siêu năng thực hành pháp. Đừng tức giận hay ganh tị, hãy bình tĩnh trong lòng, bình tĩnh bên ngoài và sống thanh lịch, thoải mái thì ắt sẽ có nhiều phước báu, đây mới chuẩn là đức tính của người cao thượng. 4. Hiếu thảo với cha mẹ. Lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ là phước lành lớn nhất trên đời, nếu trên thế giới này không có Đức Phật. Việc hiếu thảo với cha mẹ cũng tương đương với công đức cúng dường Đức Phật. Theo đạo Phật thấy rằng, hiếu thảo với cha mẹ là một công đức lớn lao. Lòng nhân từ của cha mẹ đối với chúng ta cực kỳ lớn, tình yêu của họ dành cho bạn hoàn toàn không có thành kiến, đó là tình thương, sự vị tha, đây là điều mà Phật giáo gọi là lòng nhân ái. Nếu bạn biết học Phật, chữ hiếu là điều đầu tiên phải ghi nhớ, và Địa Tạng Bồ Tát có được thành tựu to lớn như vậy là nhờ lòng hiếu thảo với cha mẹ.